Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game KG Huyền Thoại. Và ok, ở video này anh em chúng ta sẽ cùng nhau nhận cái con tướng mới. Đó là một con tướng SSS và nó có tên là Kisame nha anh em. Ok, anh em chúng ta sẽ tiến hành nhận thôi. Thì cái con này nhận ở đâu thì anh em chắc là chơi game chắc cũng để ý anh em. Này anh em chúng ta server mới thì cái thời gian là 7 ngày để anh em có thể là nhận được, nhưng mà với cái ngày thứ 6 thôi thì anh em có thể là nhận được rồi. Ở đây thì mình chỉ cần hoàn thành thêm 2 điểm thôi là mình có thể là nhận được con Kisame anh em. 80 mảnh Kisame nha. Ở đây nó khá đơn giản đây mà. Đây tăng cấp trang bị lên 100 lần và hiện tại bây giờ đã được 99 lần rồi anh em à. Mình chỉ cần up thêm một nháy nữa thôi anh em. Ôi vãi chưởng. Wow. Bây giờ mình chỉ còn có 33 cái bạc thôi anh em mà, nhưng mà không biết là có thể là đủ để mà up một cái món trang bị lên một cái lép nào đó hay không nữa đây anh em. À đủ luôn em ơi. Vãi thật sự với anh em, 33k vừa đủ luôn anh em à, vừa đủ một nháy luôn nè. Hiện tại bây giờ mình đang còn 151 bạc. Wow, con số khá là khủng khiếp. Vừa đủ anh em, vừa đủ luôn. Anh em chúng ta sẽ nhận con Kisame thôi. Và một điều đặc biệt đó là nhận cho vui thôi chứ anh em, chứ với một anh em, với một người nông dân á thì sức đâu mà có thể nuôi được mỗi con tướng SS nha anh em. Khá là khó nuôi anh em ơi. Cực kỳ khó nuôi nha. Không phải cực kỳ khó nuôi nữa mà là không có điều kiện để nuôi luôn anh em. Bây giờ để mà có thể là kiếm được mảnh để có thể là up sao Kisame lên thì giờ cũng chả biết có ở đâu anh em. Chắc là nằm trong túi anh em à. Mảnh nè, Kisame anh em à, hợp thành nè. Thu thập 80 mảnh mới có thể là up được một con Kisame. Đây. Thành viên của Akatsuki vốn là một trong thất kiếm làng sương mù. Sở trường là thủy độn với lại sở hữu là đao Samehada. Rồi, ok, để chúng ta sẽ cùng nhau xem thử để con Kisame nó là như thế nào nha anh em. Đó, là một con tướng SS thôi anh em à, chứ không phải là SSS nữa. Đây, mấy con tướng SSS là anh em muốn kiếm thì anh em phải vô đây. Như con này nè anh em à, Orochimaru này hình như là SSS không anh em. Hay là Itachi hay gì đó anh em. Tại vì mình thấy là có những bạn đã sở hữu được con tướng SSS rồi anh em à. Đây là một cái con tướng SS thôi anh em à, nó màu vàng anh em à. Còn một con tướng màu đỏ nữa thì nó mới là SSS anh em ơi. Đó, ok. Wow. Không có điều kiện để có thể là up tiếp luôn anh em à. Hiện tại bây giờ mình hết sạch xanh xanh với cái này rồi. Cho nên là bây giờ mình không có thể mà test được nữa. Bây giờ mình sẽ xem lại cái skill của con Kisame thôi. Khiến cho ba mục tiêu ngẫu nhiên có phe địch nhận 20 cộng với lại 98,2 sát thương nhẫn công anh em. Hấp thu phe địch 50 chắc ca. Wow. Hấp thu phe địch 50 chắc ca và giảm mục tiêu 40 nổ anh em. Hấp thu phe địch là 4 đến 50 chắc ca lần và giảm mục tiêu của địch là 40 nộ, vậy là giảm mục tiêu là 3 con thì phải anh em, vậy là giảm 3 con. Và trong cái bản skill này có thể công với lại nhẫn phòng thôi anh em à. Và các cái skill của con Kisame để mà soi cho anh em xem luôn, khiến cho toàn bộ địch là 23 cộng với 98 mà sát thương nhẫn công, giảm mục tiêu 30 nộ có tỷ lệ 30%, khiến cho bản thân dùng lần nữa cái kỹ năng chắc ca anh em à. Wow. Có khả năng dùng thêm một lần nữa nhưng mà chỉ có 30% thôi nha anh em. Ok đó anh em, ngon, được. Còn skill này thì chắc là giống với skill kia thôi anh em. Ở đây là tấn công cái hàng ngang nè, giống với lại con Asuma thôi anh em. Asuma cũng ủa vậy, con gì ta, vui hả, con nào ta, con nào có cái skill giống giống ta. À đây cái con Kagu anh em à, đây cái skill rồi nè, tự nhiên mình quên mất tiêu. Còn cái này thì là cái skill có khả năng làm tròn giống như mấy con kia thôi anh em. Đây, giống hệt như mấy con kia thôi. Rồi, ok. Không biết là có nên chơi không thì mình không biết anh em. Trước mắt là thấy là không có đủ điều kiện để mà nuôi đó anh em à. Đây, con Itachi này anh em là một con tướng SSS nha anh em. Sát thương ảo thuật, ảo công kèm theo một cái tầng thiêu đốt. Duy trì trong 3 hiệp thiêu đốt, mỗi tầng giảm 15% HP luôn. Ô vải trưởng, mỗi một tầng giảm 15% HP trong mỗi hiệp, cộng dồn tới tối đa 5 tầng luôn anh em ơi. Vải thật sự chứ, 15% nhân 5 lên là 75% hả anh em. Wow, một phát một là chết ngắt luôn anh em à, hơi bị thốn nha anh em. Rồi bây giờ mình không biết là cái con Kisame này mình xui sao luôn anh em à. Có một bạn kêu mình test thử con Orochimaru nè anh em à. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình không có điều kiện để mình nuôi anh em ơi. Đây, mình chỉ có thể là mình chỉ nuôi được bao nhiêu thôi. Tăng sao lên nè.
giờ kiếm được Aoga được một cái mảnh Naruto để có thể là tăng sao được cho cái con Haku nữa đây em ạ. Haku hiện tại thì bây giờ thì bữa nay mình quét full hết cái Hải Tinh Anh rồi anh em ạ. Cái mảnh Naruto đó cực kỳ dễ kiếm anh em chỉ cần quét nhẹ cái là nó ra là quét nhẹ cái nó ra hai anh em. Anh biết 3 là cái tỷ lệ nó ra tới 6 rồi anh em. Đây. Ôi. Hết lượt khiêu chiến anh em, lượt khiêu chiến chỉ có thể là 7 lần thôi. Và hôm nay mình đã sử dụng hết cái quyền trợ giúp rồi. Kiếm đâu ra được mấy cái nguyên liệu giờ anh em. Rau củ quả này kia các kiểu á để có thể là lép cho cái con Kisame anh em, chúng ta sẽ đưa vô trong cái đội hình là chơi thử như thế nào. Đây. Chắc là mơi mình sẽ test thử anh em. Chứ hiện tại thì bây giờ đâu có nguyên liệu để mà up em lên đâu anh em. Up xong rồi phải đột phá em mới lên nữa. Hiện tại giờ mình cũng không còn nguyên liệu để mà đột phá em mới lên luôn á. D anh em à. Cái này thì mình 45 lần D nữa thì mình sẽ lên được cái lát tiếp theo anh em. Mình sẽ mở lên cái lát cao cấp hơn thì phải điều kiện nè. Xong cấp D nhiệm vụ 45 lần hiệu quả làm 5 nhiệm vụ cùng lúc, tăng cấp mở khóa nhiệm vụ C anh em ơi. Sẽ lên tới cái nhiệm vụ C nha. E không trời. E không luôn anh em ơi. Ui, à D nè anh em à. Lâu lâu nó ra nhẹ cái D thôi anh em mà chứ nó không ra D hoài luôn à. Đó, toàn E không anh em, làm mới lại với giá là 100 bio. Rồi, ok, mua bạc. Mua nhẹ cái làm nhiệm vụ xem thử nó cho mình gì đây. Trời ơi, có 243k bạc à, vãi chưởng. Hết của mình 20 video anh em à. Vào tháp tu hành và lượn một vòng. Trời ơi. Đánh gì nổi nè anh em. Đánh gì tầm này nữa. À, cái này là có thể đánh để gì là phá quỷ, quỷ phá phách. À, hình như là cái con Naruto 3D vậy anh em. Ồ, không phải. Con Umino Iwuka. Trời ơi, thiệt nhẹn phát, đứt bóng. Hiện tại bây giờ mình cài mãi thì mới lên được có 163k lực chiến thôi anh em à. Không biết mấy cái bạn kia làm gì mà lực chiến lên kinh khủng khiếp luôn anh em. Có bản cốt truyện nè. Ủa, có bản cốt truyện là gì trời. Ồ, à. Ủa, cái này mình đi rồi hết mà anh em. Mình đi hết rồi nè. Mình đi tới cái 17.1 luôn rồi anh em. Ở 17.1 thì nó cũng không có gì ngon hết anh em ơi. Đây, quả giữa nó bèo nhèo luôn á. Không lẽ bây giờ mình đi mình ải tinh anh ta mua thể lực xong rồi có bản cốt truyện 6/10 vào tháp tu hành một lần. Ủa, bữa nay mình vô tháp tu hành rồi mà ta. Mình cho mấy con lính lát của mình múc cái con boss xong rồi. Ủa, cái đội hình bên kia chứ lộn. Mình cho nó múc xong hết và tỷ lệ là bắn phát chết sạch luôn. Đây. Mình vào một lần rồi mà sao nó không tính ra, nãy mình sử dụng cái đội hình của bắp kia mình đã đi hết một lần rồi anh em à. Ở đây thì nó có thêm một cái tính năng, đó chính là cái tính năng là vĩ thú anh em à. Khi mà anh em quýnh xong con vĩ thú này á thì anh em sẽ nhận được cái con vĩ thú này nè. Và thêm 1 triệu nữa, nhưng mà trâu lắm anh em ơi. Trâu vải đái luôn, quýnh mãi không chết anh em à. Hiện tại giờ mình không có đủ sức để mà có thể là quánh được cái con vĩ thú đó anh em à. Đây, mình đang thu thập đồ chơi gia tộc nè, đấu trường nè. Đấu trường hiện tại thì bây giờ mình đang là ở cái hạng 30. Hạng 30 thôi anh em à. Mấy các bạn kia lực chiến to quá cho nên là mình quýnh không có lại anh em. Ui, có các bạn này lực chiến có 85k mà lên tới đây anh em à. Thích nè, để mình thích xem thử là có nhận được cái gì không nha. Quá, wow, thích nhẹ nháy lại được 20k bạc. Ủa chết rồi. Ủa, mình khiêu chiến gì người ta luôn rồi trời. Ủa, mình ở đâu ra cái lực khiêu chiến rồi trời. Mình nhớ mình đâu có lực khiêu chiến ở đâu ta. Tới công chuyện luôn rồi anh em à. Tới nái rồi anh em à. Test cái nách luôn anh em ơi. Wow. Trời ơi, 190k Poseidon thằng biển. Chúa tể của biển cả. Ông hoàng của thế giới anh em à. Ôi. Wow. Xong cái hàng sau. Ủa chưa. Còn lại con Orochimaru. Wow. Kakashi bên kia sử dụng cái skill phẹt hàng dọc vậy. Ôi, cùi bắp phải chữa anh em. 190k lực chiến mà tốc độ thì ngàn mấy rồi mà sao nó cùi bắp phải vậy nè. À, mình giờ mới khiêu chiến với lại ai vậy ta? Mình giờ mới khiêu chiến với lại một cái bạn nào đó này phải anh em à. Ờ, phải cái bạn này 190 à, Bushiden anh em à. Ấy, hạng 21 mình quýnh xong mà sao mình không lên hạng ta? Kỳ vậy ta. Ơi.
nó bị lỗi lỗi xíu hay sao anh em à, nó bị lắc lắc hay sao á, để mình vô, mình lại vô lại thử xem sao nha anh em. Ok, mình vô lại rồi nha anh em, mà mình vẫn là hạng 30 thôi. Mặc dù mình đã quýnh thắng các bạn này rồi nhưng mà mình vẫn không lên được hạng đó, hay là do mình hết được mà mình chỉ khiêu chiến giải trí cho vui thôi anh em. Chắc vậy quá anh em à, chắc vậy quá. Bây giờ mình lên tới 650 điểm thì mình sẽ đổi được cái này anh em, mấy cái đồ chơi nè. Mấy cái bộ này không biết là sử dụng làm gì nữa, ở đây nó không có nói anh em, nó không có để cho mình biết là cái này sử dụng làm gì anh em à. Trong bộ Khao Di sẽ nhận thêm cái tốc độ đánh, vũ khí này chính là vũ khí chính này cũng là chính là chứng minh thân phận ám của ám bộ anh em à. Còn cái này nó sẽ bị nhận thêm tốc độ đánh luôn anh em. Ủa, cái nào cũng tốc độ đánh cho mày, cái nào cũng tốc độ phòng cụ chính trên thân này chính là bằng chứng gì đó anh em. Đây nó cũng vậy anh em mà, chỉ nó chỉ khác cái dòng nó hơi chạy ra chạy vô, vậy là chị vô chút xíu thôi, chứ cái trang bị này đeo vô cũng như nhau thôi anh em. Đây đeo vô sẽ tăng cái tốc độ lên, rồi không biết là đó sẽ đeo vô cái vị trí nào trên cái con tướng, hay là mình đeo vô cái trang bị chính đó ta. Đây hiện tại bây giờ mình đang nuôi là Kakashi nha anh em, Kakashi. Ở dưới này nó còn cái ô gì nữa anh em à, cái ô này mình không biết là cái gì nè. Vị trí hiện tại không có trang bị thích hợp đó, thì cái vũ khí của con này thì mình đang up lên đấy đây rồi. Ôi trời ơi, tăng lên 31 nó sẽ tốn tới 1 triệu anh em à, tốn tới 1 củ lần. Hiện tại bây giờ mình đang tắt sát à, cái mặt nạ của cái con này có thể là up lên được anh em, hình như là có thể là đổi được cái món khác thì phải. Đó, ok, đổi được cái nón luôn. Con này nó hơi bị trâu nha anh em, nhẫn phòng nè, X10 luôn, bước luôn, lên được có level 8 rồi anh em à. Cho cái con Haku này nó trâu trâu lên xíu anh em. Hiện tại bây giờ em nó tăng cơ boost giáp cho thêm mà. Cho anh em xem cái chỉ số của cái con Kakashi của mình hiện tại bây giờ là HP 34k nè, thể công 22k, nhẫn công 31k, ảo công 18k, chính xác chắc ca này anh em à, bạo kích, thể phòng, nhẫn phòng, ảo phòng, né, tốc độ đánh 2037 anh em à. Wow, được một cái trời ơi, không lên được một lép nữa. Wow, HP của cái con Kisame nó nhiều quá ta. Wow, oh, nó nhiều hơn mấy con khác anh em ơi. Nó 12k là bạo kích 200, thể công. Đây, ý là chưa gì chứ anh em, chưa gì chứ đó, mà nó hơn hẳn so với mấy con tướng khác rất nhiều anh em. HP quỷ này nó có 403, trong khi đó Kisame là chưa gì chứ mà đã 12k rồi anh em à. Chưa gì chứ mà đã 12k, lực chiến là 1697 luôn anh em ơi. Quá là ngon, ngon vãi luôn á anh em à. Bây giờ tăng cấp lên chỉ cần có 20 mảnh Kisame thôi mà ổng chả biết kiếm đâu ra được 20 mảnh Kisame nữa anh em ơi. Nông dân rồi, rồi nuôi con này thì nó cũng hơi là khó xử nha anh em, khó chịu nha. Đây quỷ đó là quỷ dành cho gì ta, quỷ hỗ trợ tăng thủ anh em. YouTube server mới nè, hiện tại thì bây giờ mình đang là vẫn là cái hạng 46 anh em à, lép 29 này là đua top nạp anh em, bảng xếp hạng nạp phải không, hiện nạp hiện tại mà trời ơi. Tính ra người nạp đấu nhiêu đâu rồi, toàn là mấy cái ạt ảo không à anh em ơi, toàn là nhân vật ảo không. Đây mình nạp được tới 600 Rio rồi anh em à, mình nạp được 600 Rio và mình đang ở cái hạng là 46 anh em ơi. Game này nó kích nạp ghê quá, nhìn vô là biết ngay anh em à. Bởi vậy tặng nhanh, các bạn đồng ý tiếp không cool sách tặng nhanh luôn. Rồi, hiện tại bây giờ mới có 12/50 bạn anh em vào đang chơi từ game này kết bạn với mình để có thể là tặng thể lực cho nhau nha anh em. Thủ hộ là gì ta, hình như là hôm nay mình chưa quýnh cái con này thì phải anh em. Anh em đợi chút xíu nha, mình sẽ múc cái con Orochimaru, mình sẽ tập kích em đó luôn. Đây đây mình hiện tại bây giờ là có thêm mấy con hình như là mình để con này lên đầu nó cũng ok nè, xíu nữa em nó sẽ boost giáp cho full tem. Hiện tại giờ cái con Orochimaru nó bị chóng rồi nè, mà tem mình có nhiều con chóng lắm, tem của mình là tới một, như là Kakashi cũng chóng rồi nè, mà định thân là trong hai lượt. Wow, ui nó quýnh mình không có nhiều máu cho người ta, tại vì có giáp thì phải anh em. Này nó có một cái miếng bạc bạc anh em, hình như là cái miếng là miếng giáp thì phải anh em. Wow, con Kabuto boost phát đầy máu luôn em à.
xem ngon vãi chưởng nha. Quá. Wow. Ui mình đang còn cái giáp đây mà, đây là cái giáp của cái con Haku Wood nha. Nuôi Haku này đúng là có lợi thật sự nha anh em. Nó có thêm một cái giáp ở phía trước của cái ống máu. Và khi mà anh em con Kabuto Wood máu thì nó sẽ giật lên và nó sẽ vẫn giữ nguyên. Đây, quá là ngon. Hết sảy con bà bảy, hết nít chấm nhít cái nách luôn anh em ơi. Đây là cái đội hình của mình đang sử dụng thôi. Anh em nào thích thì có thể là sử dụng chung cho vui. Wow, quỷ Kabuto nó được chiến của em nó 175 triệu anh em à. Cái này không biết là mình sẽ quánh bao nhiêu tool thì mới sẽ hết được hay anh em. Trước mắt thì mình sẽ rất là sẽ không chết nổi đó anh em à. Xem mình trâu bò lắm. Chưa kể thêm con Kabuto nó bút máu thêm nữa chứ. Mình nghĩ là mấy anh em đây mình chỉ mới nạp có nhiêu thôi nha anh em. Còn lại mấy anh em trên nông dân là mình nghĩ là mình chơi như vậy thôi. Chơi như vậy là được rồi anh em à. Kiểu có nuôi mấy con này đi cho nó dễ. Hôm bữa mình nuôi hơi sai lầm xíu nè. Tự nhiên mình úp con Naruto lên chi á anh em, được nó nên úp con Naruto lên nha. Để Naruto anh em lấy food úp cái con Haku thì nó còn ngon hơn đấy anh em. Hôm bữa mình úp lên sai lầm. Sai lầm quá anh em à. Đây, quýnh nhanh đi. Tay mình nó trong lắm. Con Orochimaru này quýnh như gãy ngứa vậy anh em à. Được có 5 miếng rồi anh em à. 5 cái miếng này như là anh em chúng ta sẽ vô trong cái tiệm để mà đổi đồ phải anh em. Đây 45 miếng rồi anh em à. Trời, giờ nào mới đủ để mà đổi được một cái món trang bị anh em. Vãi thật sự chứ nó mắc lắm anh em à. Mắc kinh khủng khiếp luôn á. Ấn chú nè, hiện tại bây giờ thì ấn chú cho anh em xem luôn nha. Đó, cái này là nhẫn công nè anh em à, là thể công nè anh em à, bạo kích nè, là thể phòng nè, ảo công nữa nè. Đây, con này thì mình chủ yếu là mình thủ né với lại này kia này, thủ né với lại thủ công, thủ nhẫn, thủ này thủ kia anh em. Đó. Còn con này thì đeo tạm cho vui thôi anh em. Dạ, lúc em bị đến hơi sai lầm chút anh em, nó với lại Asuma đi chung thôi. Chung cái food nó mới ghê chứ anh em. Đây, nếu mà mình để lại thì mình có thể là mình sẽ cày food mình úp cho Asuma lên được. Còn bây giờ mình chơi em á luôn á thì bây giờ mình đã bỏ mất tiêu rất là nhiều food của con này luôn á anh em. Anh em không nên chơi chung hệ mà dùng food chung anh em ơi. Mình nghĩ là anh em nên chơi mấy cái hệ mà dùng food riêng đó thì nó sẽ ngon hơn á. Đây, anh em xem luôn nè. Đây, food này thôi anh em nhớ nha. Đó, qua đây. Sử dụng là Asuma với lại con Shikamaru chung mới ghê chứ anh em. Con này mình kiếm hoài mà không ra được con ly nào để mà úp sao luôn anh em. Con quỷ Kabuto rồi đó. Hiếm như gì vậy anh em à. Chưa mộ. 2 tiếng nữa sẽ được miễn phí nha anh em. 2 tiếng nữa sẽ được phi một lần. Chưa mộ mãi mà nó toàn ra tất cả na táo tàu cái gì đâu không anh em à. Rồi tăng sao để mình xem để có con nào có thể tăng sao được hay không nữa nè. Orochimaru Sasuke Kisame. Đây, quỷ Naruto có thể lên sao được nó mới ghê chứ anh em. Điều kiện đâu mà lên sao cho em đó. À, con này có thể lên sao được anh em à. Nếu mà được anh em chơi luôn cái con tím luôn đi anh em. Kiếm mấy con tím mà chơi. Đây. Con Kankuro này không biết là có xài chung với lại con nào hay không anh em à. Shino nè, Shakuga, đừng gần Kuwa. Ok, chắc mình nghĩ hôm nay là tới đây là không còn gì để làm anh em à. Mình tưởng đâu là mình còn nguyên liệu để mà tăng sao cho em đó, nhưng mà rất tiếc là không còn anh em ơi. Maximum luôn, toàn là đồ xanh thôi, đồ xanh thì mình đâu có xài anh em. Ở đây có cái đồ giám nè, mà không biết cái đồ giám này mình sử dụng làm gì anh em. Tiệm thường nhấp vào chỗ trống. Thông tin thì có đồ giám này không biết là cái gì nữa anh em. Trang bị PVP. Đây, mình không biết luôn anh em, không biết sử dụng như thế nào luôn á. Ấn chú nè. Hình như ở đây nó chỉ show cho mình xem thử là gồm có những cái ấn chú gì hay không? Giống như là một cái thư viện gì anh em à. Dạng như cái bách khoa toàn thư hay là những cái thứ mình đã xem qua rồi hay sao á. Những cái mình có rồi như nó hiện hết ở trong cái đồ giám này anh em à. Ký tên hôm nay cũng ký rồi luôn, mới nhận được 20 mảnh ớt nè anh em à. 20 mảnh food ớt anh em có thể là sử dụng nó để mà thay thế cho một cái món nào đó ha. Báo em. Hình như là hôm bữa mình có mua một món mà mình không biết là sử dụng như thế nào phải anh em. Mở ra đó, như là mở ra sẽ nhận được một cái food ngẫu nhiên hay sao anh em à. Để mà giờ mình xem lại nữa đây.
thu thập 80 mảnh chiêu mộ ngẫu nhiên một nhẫn giả cấp S. À, thu thập 80 mảnh sẽ thu sẽ mở được một nhẫn giả cấp S đây em à. Vậy là mình biết nó nằm ở đâu rồi đó. Nó nằm ở chiếc mảnh này anh em à. Đây. Đó, đúng rồi anh em à. Vừa mình mua lộn anh em, phân giải ra được, trời ơi, phân giải xong được có 20 bạc à. Nguyên liệu. Ở đây phân giải không có gì hết trơn em ơi. Trời ơi. Minato bán xong nhận được có 20 bạc. Trời. Khó chơi quá anh em. Game này nó không dành cho nông dân anh em à, nông dân mình chịu khó cày cuốc thì không biết chừng nào mới mạnh nổi nữa. Ý là mình có nạp sương sương rồi đấy nha anh em. Game này nó không có dành cho nông dân đâu. Rồi, ok. Thôi mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Anh em nếu mà yêu thích mình thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục quay thêm nhiều video về cái tựa game Kage huyền thoại để cho anh em cùng xem nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em quá nhiều. Ngày mai mình sẽ để dành phút nha anh em. Mình sẽ up Kisame lên cho anh em xem. Rồi, ok. Thôi cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.